Ngân hàng tiếp tục giảm giá chung cư cao cấp để thu nợ. Bất động sản nghỉ dưỡng tồn kho lớn phục hồi yếu. Tại sao doanh nghiệp không mặn mà với nhà ở xã hội? Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay và ngay sau đây là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, khi dòng tiền từ ngân hàng đang trở nên khó khăn, vốn từ thị trường chứng khoán lao dốc, trái phiếu đang bị siết chặt, nhiều doanh nghiệp bất động sản buộc phải tìm kiếm hình thức huy động nguồn vốn mới. Đầu tiên là việc huy động vốn từ quỹ đầu tư. Hiện nay, quỹ tín thác đầu tư bất động sản tại Việt Nam chưa phải là hình thức phổ biến do chưa có cơ sở pháp lý thật đầy đủ. Đồng thời, người dân vẫn e ngại sản phẩm tài chính mới mẻ. Tuy nhiên, hình thức này được đánh giá cao về nguồn vốn có thể huy động được. Thứ hai là nguồn vốn từ nền tảng công nghệ. Việt Nam đã bắt đầu xuất hiện các PropTech là các nền tảng công nghệ thực hiện nhiệm vụ giúp cá nhân, doanh nghiệp nghiên cứu giao dịch, mua bán, thuê, cho thuê và quản lý trong lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên, khả năng huy động vốn qua kênh này hiện cũng rất hạn chế. Dự báo về thị trường bất động sản đầu năm 2023, các chuyên gia cho rằng bất động sản dân sinh gần các khu công nghiệp, khu đô thị vùng ven, khu đô thị phục vụ nhu cầu ở thực sẽ có khả năng phục hồi tốt hơn trong thời gian tới. Các dòng lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh thường đổ vào bất động sản. Hơn nữa, đầu tư công, vốn FDI cũng thường được đẩy mạnh vào thời gian này. Kiều hối đổ về nước dự kiến năm nay thu hút từ 14 đến 16 tỷ USD là trợ lực dòng tiền giúp thị trường có thanh khoản tốt hơn. Sacombank cho biết đang tiếp tục bán đấu giá 19 căn hộ thuộc dự án Sea Grand Count. Đáng chú ý, giá khởi điểm cho toàn bộ căn hộ này hiện còn 77 tỷ đồng, giảm 2 tỷ đồng so với cách đây 2 tháng. Ngân hàng cho biết đây là giá bán nguyên khối 19 căn hộ chưa bao gồm thuế VAT và phí bảo trì. Ngoài khối tài sản trên, Sacombank cũng đang thanh lý nhiều tài sản đảm bảo để xử lý nợ xấu, chủ yếu là bất động sản. Thị trường biệt thự biển tại ba miền Bắc, Trung, Nam trong quý vừa qua chỉ bán được 389 sản phẩm, chiếm chưa tới 30% nguồn cung mới, có đến 9 trên tổng số 15 dự án bán chậm, tỷ lệ tiêu thụ dưới 30%. Đây là lượng tiêu thụ thấp nhất từ đầu năm đến nay. Shophouse biển bán được 691 căn, hấp thụ khoảng 50% rổ hàng, còn Condotel bán được hơn 900 sản phẩm trong quý vừa qua, tăng nhẹ so với quý trước. Mới đây, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa thông báo chấm dứt hoạt động khu du lịch sinh thái đảo Chí Nguyên Resort and Spa trên đảo Hòn Miễu do công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Minh làm chủ đầu tư. Nguyên nhân là do doanh nghiệp xin dừng dự án vì tình hình dịch bệnh suy thoái kinh tế, khách du lịch ít và doanh thu thấp, cũng như nguồn vốn không đủ để tiếp tục thực hiện. Theo đó, sau khi chấm dứt hoạt động, 15 ha đất đã cấp chứng nhận đầu tư cho công ty Hải Minh sẽ được xử lý theo đúng quy định của luật đất đai. Theo kế hoạch, trước đó ở đây xây khu liên hợp sinh thái cao cấp, làm điểm lưu trú cho thuê và phục vụ tắm biển, các môn thể thao dưới nước với tổng diện tích khoảng 15 ha. Trong một diễn biến tương tự, tỉnh Kiên Giang quyết định cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép trên đảo Phú Quốc. Đối với hai trường hợp nằm trong 79 căn biệt thự lấn chiếm, xây dựng trái phép đã có quyết định cưỡng chế, tổng diện tích hơn 1.000 m2 đất do nhà nước quản lý, thời gian tổ chức thực hiện cưỡng chế bắt buộc là ngày 9 tháng 11. Đối với trường hợp lấn chiếm đất bãi bồi ven biển thuộc nhóm đất chưa sử dụng do nhà nước quản lý sẽ bị cưỡng chế trong ngày 15 tháng 11. Thưa quý vị, khi Bộ Xây dựng tiến hành thống kê quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội, điều đáng ngạc nhiên là quỹ đất thì vẫn có, nhưng các địa phương đều báo cáo rất khó mời được doanh nghiệp tham gia dự án. Nhiều chủ đầu tư cho hay họ không quan tâm đến mảng nhà ở chính sách này nữa. Tại sao vậy? Theo dự kiến, khu đất rộng 5 hectare này phải đang là một đại công trường xây dựng 4.000 căn nhà ở xã hội. Thế nhưng, giờ đây chỉ có cỏ mọc, bởi chưa có giấy phép xây dựng. Chủ doanh nghiệp cho biết, từ tháng 3 năm 2019 đến nay, hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư của dự án vẫn đang nằm tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Phủ quy hoạch cách đây hơn 10 năm, và nó đã bị lỗi thời. Và trong cái đoạn quy hoạch chúng ta đâu có chỗ nào mà chỉ định là xây dự án nhà ở xã hội. Chính vì vậy mà dự án nhà ở xã hội hiện nay tất cả xin đều không phù hợp quy hoạch, phải được chỉnh quy hoạch cục bộ. Và mọi cái câu chuyện đều chỉnh quy hoạch cục bộ không, nó kéo dài hàng 1-2 năm. Chúng tôi đã phát triển được 20 năm về cái phân khúc này, nhưng mà thủ tục chúng tôi thấy càng ngày càng khó. Nhưng mà nếu mà kéo dài mà chúng ta không ban hành được một cái quy trình, cái thủ tục riêng cho nó thì chúng tôi cũng phải xem xét lại. Thì giai đoạn đó chúng tôi sẽ
tiến hành xin các dự án nhà ở thương mại, chúng tôi sẽ ngưng cái dự án nhà ở xã hội. Về hai dự án nhà ở xã hội của công ty Lê Thành, một trong số đó đã đi vào vận hành nhưng vẫn chưa được hưởng chính sách ưu đãi miễn tiền sử dụng đất. Dự án còn lại chính là câu chuyện nêu trên. Vướng mắc chồng chất trong thủ tục hành chính khiến cho số ít doanh nghiệp làm nhà ở xã hội nản lòng. Vừa qua, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi văn bản kiến nghị tháo gỡ vướng mắc cho 64 dự án của 57 doanh nghiệp trên địa bàn. Bởi lẽ thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chưa có một quy trình riêng mà hoàn toàn giống như những dự án nhà ở thương mại với 5 bước, thời gian hoàn thiện kéo dài tới 2 năm, chưa kể còn nhiều rào cản khác nữa. Cái ông mà thương mại đất của tôi mua, anh thẩm định tiền sử dụng đất như tôi đóng, và tôi xây bao nhiêu lời hay lỗ là chuyện của tôi, lời bao nhiêu tôi quyết định giá bán bao nhiêu cũng là cụm chủ của doanh nghiệp. Nhưng đối với nhà ở xã hội không được phép. Mà xin thưa, nói hơi nó tiêu cực tí, xin thưa, xin để phê duyệt gọi là cái giá bán không, là đi xin, rồi chờ người qua sở ban ngành duyệt, rồi đi xin duyệt dự toán, rồi là xin duyệt cái đối tượng mua nhà ở xã hội. Nếu như anh mà bán cái đối tượng đó sai, doanh nghiệp bị phạt. Trời ơi, thế thì làm sao doanh nghiệp người ta có mặn mà. Còn đây là New City. Trước đây là tổ hợp dự án nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long thuộc xã Kim Trung, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Một trong những dự án nhà ở thương mại đầu tiên chuyển đổi sang nhà ở xã hội để nhận được ưu đãi của gói tín dụng 30.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi 5% một năm. Thực tế gần 10 năm nay, chủ đầu tư thừa nhận xa lầy với ma trận hồ sơ thủ tục pháp lý cho dự án. Và khi gói tín dụng 30.000 tỷ đồng hết hạn, họ lại càng bế tắc trong việc thu xếp nguồn vốn. Với 23 lần mở bán, dự án đã phá kỷ lục thời gian bán hàng, nhưng nhiều căn hộ tại đây vẫn chưa tìm được chủ. Và đến nay, dự án vẫn đang nhận hồ sơ mua nhà đợt thứ 24, theo thông báo của chủ đầu tư và Sở Xây dựng Hà Nội. Nhìn rộng ra, khi mà bị giới hạn lợi nhuận dưới 10%, khi phải bán đúng đối tượng, đúng thủ tục, nhưng lại chưa có tiêu chuẩn khung riêng biệt về chính sách, thì loại hình nhà ở này vẫn chưa khuyến khích được doanh nghiệp tham gia. Quý vị, Hàn Quốc được biết đến là một trong những quốc gia có giá nhà ở rất cao, chưa kể quỹ đất hẹp khiến cơ hội sở hữu nhà ở của người dân dần thu hẹp lại. Thế nên trong nhiều năm, chính phủ Hàn Quốc rất chú trọng tạo lập các chính sách đòn bẩy đặc thù khiến quỹ nhà ở xã hội tăng lên đáng kể. Mô hình nhà ở xã hội ở Hàn Quốc là một gói nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện chi trả của người thu nhập thấp. Chính sách khôn khéo, hết lòng vì người dân của chính phủ đã đưa mô hình này thành công. Còn bây giờ, chương trình xin được dừng lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.